quận cùng là nghĩa công việc nổi là kim chi 22.000 một gói. 22.000 một gói thì số này là 40.000 một gói. 40.000 một gói. Ô duyên. À nhé, cái mẹ mua chai dầu ô liu nhé, không phải quên. Dạ. Nhìn xem cái dầu ô liu đâu, mua chai dầu ô liu. Đẩy em đi nhá. Đẩy em đấy, để mẹ đi tìm xem chai dầu ô liu đâu. Rồi Khoai ơi, không đồng ý đâu. Bao tiền? Đây. Ừ. Money. Cái máy này, cái này giống như kiểu là cái này giống như kiểu là ấy của chó nhỉ? 109.000. Cái này ơi. Vâng ạ. Nó giống như thịt chó. Cái này là cái gì? Nhân phong môn này. Còn cái này là cái gì? Cái này là bánh mochi. Con chưa đồ ăn à? 3 loại 89.000. Con lấy ra đó. Cái này hơn cái này. Con lấy ra. Bánh bao này. Bánh bao chỉ khoai. Bánh bao này ăn cái gì đây? Bánh mochi. Dạ. Kẹo dâu này, ngon đấy. Kẹo cherry. À đây này, cũng có của ấy này. Có bánh ăn sáng này, xem cái này có ngon không? Cái này rồi. Không, cái này không phải giống ở đây, lấy cái là sô cô la này. Lại sô cô la bao nhiêu tiền? 230. Tôi sao nhìn nghe nó giống như cái đấy. Ờ. Đấy. Nhưng mà nó ăn giống như cái đấy thì đây bánh ăn sáng đây này, đây còn là đây sô cô la của Nhật đây. Đấy. Nhật Bản. Bánh anh ăn sáng thôi. Đấy thì lấy gói này. Đây lấy này gói. Đây là gói ngũ cốc này là 500g mà là 279.000. Đấy là ngũ cốc này. Này gọi chị Mai đọc phát thế này. Chị Mai ở Hàn Quốc. Đây có phải là Nhật. À nghĩa là đây là hoa quả khô. Thực phẩm bổ sung ngũ cốc. Khô khô. Thế lấy một gói này nữa. Các vị rau, các vị táo ấy. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan 52.000 một gói. Mình lấy mấy gói kia rồi gì cơ? Bánh sầu riêng à? À, cái này kẹo sầu riêng hay bánh sầu riêng? Ngon đấy. Sở, thì lấy một gói đi.
Mẹ gọi cho bố đọc thư này là chữ gì? Sầu riêng sấy khô. Đâu rồi? Đấy, lấy một ngón. Thái Lan. Sầu riêng là món sở trường. Làm túi nữa. Xem về xem trong con có cái gì ăn mặt là sợ trưởng trồng khoai đâu. Ok, chè đậu đen rồi. Đây là bánh bông lan vị Việt Quốc chứ còn thầy giáo chứ. Xem ra mua chai nước ấy không, chai gì đây đấy, mua chai nước hoa, nước hoa quả đấy, đi đây đi xem bên đấy. Tôi lấy được một chai rồi. Ôi nhiều loại được chưa? Đây đây. Đây đây. Không quay. Anh phải lấy bên này hoặc là lấy cái sữa đậu đen óc chó ấy, cái này ngon mà. Đấy. Không như con vượt mà uống cái này. Bột trà xanh. À, đưa anh cất lại. Ba tư gì? Cái gì đó là cái gì cũng được. Nước cốc củ quả Camomi. Tôi uống người hơn, uống nước gạo còn hơn. Từ chai này bằng cái nó. Ôi chai chai gì? Nước uống ép hương Việt Quất à? Gì đấy? Hạt é đâu, chỉ là hạt thôi. Đây, con vi trùng này. Con vi trùng. Nước quả vi trùng. Nước hạt é. Đấy. Nước gạo, một chai nước gạo này bằng hai lon này. Tiếp lại thì bằng cao bằng nhau. Cái này nước ốc chó ngon này. Con lấy cái này. Hả mẹ ơi. Có ai đưa lon này đây? Thôi cho em kệ em cầm. Nào đi. Đi. Chà đi. Chà sữa vị đông tây. Ôi giời. Ủa. Được em. Con ơi. Mẹ ơi. Khoảng 2.500. Mẹ ơi. Anh Duyên. Anh Duyên. Anh Duyên em ăn thử. Không ăn.